Cùng với việc đẩy mạnh kiểm soát khoanh vùng cách ly, dập dịch, quận Ngũ Hành Sơn đang tập trung thực hiện tốt công tác quản lý tại các khu cách ly tập trung theo quy định, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Tại khu cách ly khoa giáo dục, quốc phòng và an ninh thuộc Đại học Đà Nẵng tại phường Hòa Quý, ở phòng trong, các lực lượng quân sự và dân quân, y tế túc trực đảm bảo việc đo thân nhiệt, cung cấp phần ăn trong ngày, khắc phục mọi khó khăn trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Với bộ đồ bảo hộ thường trực cùng nguy cơ lây nhiễm cao, các lực lượng vẫn động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong quá trình cách ly y tế. Đó có phân công cụ thể cho cái lực lượng tại khu dân cư, thì trong đó có giao cho đồng chí Bí thư chi bộ khu dân cư sẽ chủ trì ở đây và sẽ điều hành các lực lượng cùng với lực lượng của phường để mà trực thường xuyên 24/24. Ở vòng ngoài, đã hơn một tháng nay, tổ chức kiểm soát với sự tham gia của các lực lượng quân sự, biên phòng, công an, dân quân và dân phòng, cấp ủy khu dân cư luôn đảm bảo quân số chốt trực. Mỗi ca từ 2 cho đến 5 thành viên, luân phiên 5 tiếng thay ca. Các thành viên chốt trực xác định đại dịch COVID-19 là cuộc chiến rất cam go và căng thẳng. Chỉ một sơ sót nhỏ là hậu quả sẽ vô cùng nặng nề. Chính vì vậy, tất cả đều làm việc với tinh thần nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ. Trên cái tinh thần đoàn kết, các anh em cũng động viên nhau trong cái quá trình trực chốt, thì bảo với nhau rằng là trong cái sự giám sát các cái thành phần ra vô tại khu cách ly phải giãn cách tối thiểu là 2 mét để bảo đảm được cái phòng chống dịch. Hiện hai khu cách ly tập trung của quận Ngũ Hành Sơn đang cách ly 196 trường hợp. Các lực lượng được phân công thực hiện nhiệm vụ tại đây với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đảm bảo an toàn khu cách ly, phòng chống nguy cơ lây nhiễm, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.